tử thần siêu thanh của Nga đổi chiến thuật, tiêu hao hệ thống phòng không Ukraine. Các bạn thân mến, sau thời gian dài chờ đợi, có vẻ như Ukraine đã có được những bước phản công mới. Họ tập trung vào chiến trường Bakhmut, hòng phá thế chủ động của quân đội Nga. Trong khi đó, phương Tây thì vẫn muốn làm gia tăng căng thẳng bằng cách viện trợ thêm các loại vũ khí tầm xa cho chính quyền Kiev. Tuy nhiên, không quân Nga đang có những bước đi mới khi sử dụng tên lửa KH-31P, được mệnh danh là thần chết siêu thanh, làm rung chuyển hệ thống phòng không Ukraine. Alexei Dmitrashkovsky, người đứng đầu trung tâm báo chí của Ukraine cho hay, không quân Nga gần đây đã thay đổi chiến thuật và tăng cường các hoạt động tấn công. Không giống như trước đây khi chiến đấu cơ Nga chủ yếu tiến hành các cuộc tuần tra phòng thủ, gần đây họ đã tiến hành các hoạt động phối hợp. Hai máy bay đánh lừa các lực lượng phòng không của chúng tôi và chiến đấu cơ thứ ba thực hiện tấn công. Từ tháng 11 năm 2022, khi Moscow rút khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở khu vực Kherson, máy bay chiến đấu Nga chủ yếu tiến hành các hoạt động phòng thủ. Các nhiệm vụ trên không dọc chiến trường được tiến hành nhằm ngăn cản chiến đấu cơ Ukraine tấn công lực lượng mặt đất Nga, đồng thời yểm trợ cho quân đội Nga. Các máy bay chiến đấu Nga như Su-35F, Su-30FM hay tuần tra trên không 24/7 tại các khu vực được chỉ định, trong khi MiG-31BM thỉnh thoảng cũng tham gia những cuộc tuần tra như vậy. Các chiến đấu cơ này được trang bị hệ thống tên lửa không đối không hoặc kết hợp giữa tên lửa không đối không và tên lửa chống bức xạ. Tên lửa chống bức xạ được sử dụng để tấn công vào bất kỳ hệ thống radar nào của Ukraine phát ra bức xạ để theo dõi máy bay chiến đấu Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga bay tuần tra để ngăn chặn radar của Ukraine và bảo vệ cho các máy bay ném bom Su-34, máy bay tấn công Su-30FM, Su-25 và trực thăng tấn công Mi-28, Mi-35, K-52. Trước đó, các chiến đấu cơ tuần tra trên cũng ngăn cản các máy bay tấn công của Ukraine, bao gồm MiG-29, Su-25, Su-24 nhắm vào quân đội Nga trên tiền tuyến. Vai trò then chốt của thần chết siêu thanh. Khả năng của tên lửa KH-31P nhằm phá hủy bất kỳ hệ thống radar nào của Ukraine đóng vai trò then chốt trong chiến thuật giành ưu thế trên không của Nga. KH-31P được thiết kế để phá hủy các hệ thống radar của tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa, các hệ thống radar kiểm soát chiến dịch trên không và radar cảnh báo sớm. Tên lửa này sử dụng đầu dò thụ động để hoạt động trong một vài chế độ tự điều khiển, bao gồm tìm kiếm tự động và kiểm soát bên ngoài. Đầu dò băng thông rộng bao quát toàn bộ phạm vi tần số hoạt động hiện tại và ước tính đối với các hệ thống phòng không của đối phương. Các phi công Nga thường gọi KH-31PD là thần chết siêu thanh, cho thấy tên lửa này trên thực tế gần như không bị tổn thương trước các hệ thống phòng không của đối phương nhờ tốc độ cao và khả năng tấn công đáp trả. Nga khẳng định tỷ lệ thành công của tên lửa KH-31PD trong các chiến dịch ở Ukraine là 98%. Chấp nhận rủi ro để làm tiêu hao hệ thống phòng không đối phương. Lý do chiến đấu cơ Nga hoạt động ngoài hệ thống phòng không Ukraine bất chấp năng lực của tên lửa KH-31P là bởi Kiev sử dụng hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm từ Mỹ và NATO, giúp nhận được thông tin về mục tiêu trong thời gian thực. Nhờ vậy, các tên lửa của Ukraine có thể nhắm vào máy bay chiến đấu của Moscow mà không cần kích hoạt radar tìm kiếm, gây rủi ro cho chiến đấu cơ và phi công Nga. Tuy nhiên, theo một quan chức Ukraine, chiến đấu cơ Nga hiện không còn ở ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine. Thay vào đó, chúng tiến vào các vùng không phận giao tranh để khiêu khích hệ thống phòng không của Ukraine tấn công và từ đó xác định được vị trí các hệ thống này. Nói cách khác, chiến đấu cơ Nga chấp nhận rủi ro để làm tiêu hao các hệ thống phòng không của Ukraine. Ngoài ra, Kiev dường như đang cạn kiệt dần tên lửa phòng không. Các máy bay chiến đấu Nga bay ở độ cao trung bình và được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử đã làm giảm khả năng thành công của các cuộc tấn công tên lửa. Rõ ràng, Nga tin là có những rủi ro chấp nhận được và đã đến lúc để tấn công. Nga bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử theo cách khác. Moscow đang dùng máy bay không người lái Zhurin 2 để khiêu khích hệ thống phòng không Ukraine tấn công và sau đó tấn công lại các hệ thống này bằng máy bay không người lái Lancet. Không quân Nga trước đó đã sử dụng bom lượn như UPAD-1500B, PBK-500U Drell và Grom, hay còn gọi là Thunder, trong các chiến dịch trên không nhằm vào các lực lượng của Ukraine. Những quả bom này có tầm hoạt động khoảng 60 km và sức chứa từ 500 đến 1.500 kg thuốc nổ. Các vụ nổ trên phạm vi lớn từ những quả bom này có thể khắc phục bất kỳ sự thiếu chính xác nào trong quá trình định vị. Nếu hệ thống phòng không Ukraine không thể tấn công những quả bom này, Kiev sẽ đối mặt với một kịch bản rất tồi tệ.
nhưng ngay cả khi có thể nhắm vào chúng, Ukraine vẫn đối mặt với rủi ro bị tấn công từ tên lửa KH-31P được phóng từ máy bay chiến đấu Nga trong các cuộc tuần tra nhằm giành ưu thế trên không. Trước đó, Moscow dường như đã triển khai máy bay không người lái tấn công hạng nặng LR Sirius dọc tiền tuyến ở Ukraine. Những máy bay không người lái này có khả năng thả những quả bom dẫn đường chính xác nặng 100kg từ khoảng cách xa. Cách thức Nga xây dựng mạng lưới phòng thủ ứng phó Ukraine phản công. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đã thiết lập hàng nghìn vị trí phòng thủ mới, đôi khi đào sâu vào các khu vực chiến lược quan trọng để sẵn sàng ứng phó với cuộc phản công sắp diễn ra của quân đội Ukraine. Các chiến hào mới, hàng rào chống tăng và các công sự đang mọc lên như nấm, trải dài từ thành phố Voronezh của Nga, chạy qua phía đông Ukraine và phía tây nam đến bán đảo Crimea. Nga đã đạt được rất ít bước tiến trong các cuộc tấn công vào mùa đông, khi xung đột bước sang mùa xuân và Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn với các binh sĩ từng được huấn luyện tại NATO và kho vũ khí mới do phương Tây cung cấp. Moscow có thể coi việc củng cố hệ thống phòng thủ là giải pháp tốt nhất để tránh nguy cơ rủi ro. Sau khi rút lui khỏi Kharkov, Nga dường như nhận thức rằng Ukraine có thể thực hiện một loạt cuộc tấn công tiếp theo. Việc xây dựng các công sự nhằm mục đích ngăn ngừa nguy cơ Kiev có thể tạo ra bước đột phá khác. Theo các chuyên gia, loại công trình phòng thủ phổ biến nhất và dễ xây dựng nhất là chiến hào. Tài liệu hướng dẫn thực địa của quân đội Mỹ cho biết, các chiến hào cần được đào sâu đến vai người lính ở những vị trí không dễ quan sát và lý tưởng nhất là sử dụng các vật liệu tự nhiên làm thành một bức bình phong để che chắn như đất đá, bao cát, cây cối, ngụy trang những vật liệu khác. Chiến hào cung cấp khả năng bảo vệ binh sĩ trước loạt đạn của đối phương hoặc có thể giúp bộ binh sống sót trong các trận địa pháo, vốn là đặc điểm nổi bật của cuộc xung đột Ukraine. Trên chiến hào, những lớp đất phủ phía trên dày khoảng 30cm có thể ngăn cản các mảnh vỡ của đạn cối 80mm rơi xuống phía dưới. Lực lượng Nga đã đào những chiến hào như vậy dọc theo những nơi mà họ cho là nút giao thông quan trọng hoặc bên ngoài các thành phố chiến lược. Công trình phòng thủ này đã được quan sát thấy ở hai khu vực Topmak và Binmak thuộc tỉnh Zaporizhia. Hầu hết các chiến hào được xây dựng theo hình zig zag, giúp hạn chế tầm nhìn của đối phương và cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung trước những mảnh đạn pháo. Nhưng trong một số trường hợp, chiến hào vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên các bức ảnh vệ tinh nếu chúng được xây dựng trên địa hình bằng phẳng và không được ngụy trang kỹ lưỡng. Bên phòng thủ có thể đào hố sâu hoặc xây dựng các rào chắn bằng dây thép gai, đặt các chướng ngại vật bằng bê tông cứng gần chiến hào để hạn chế khả năng cơ động của đối phương và dồn họ vào các khu vực dễ tấn công hơn. Đối với xe tải hoặc các phương tiện có bánh khác chủ yếu di chuyển bám sát địa hình, việc ngăn chặn sẽ dễ dàng hơn. Dây thép gai, thân cây hoặc những hố sâu có thể khiến chúng di chuyển chậm lại hoặc đứng im bất động. Các hào chống tăng và tuyến phòng thủ răng rồng được dựng lên từ những khối bê tông hình kim tự tháp, đặt thành hàng so le rất phổ biến tại Ukraine. Bên cạnh đó, những quả cầu gai bằng thép có thể phá hỏng bánh xích của xe tăng. Mặc dù hàng rào và khối bê tông chống tăng đặt ra nhiều thách thức đối với các phương tiện chiến đấu, nhưng đôi khi xe tăng hoặc xe bọc thép vẫn có thể vượt qua các chướng ngại vật này. Trong trường hợp đó, mìn có thể là vũ khí hiệu quả để ngăn đà tiến của đối phương. Nga được cho là đã thiết lập nhiều bãi mìn xung quanh khu vực chiến tuyến. Mìn là vũ khí rẻ tiền, dễ dàng cất giấu và đôi khi có thể được giải bằng những phương tiện chuyên dụng. Vì thế, trong một số trường hợp, các binh sĩ không cần tiếp cận trực tiếp khu vực để cài đặt mìn. Nhiều loại mìn, chẳng hạn như mìn nhảy, tấn công đột nóc của Nga được thiết kế để tiêu diệt có chọn lọc các phương tiện thép và xe tăng. Nó sẽ không phản ứng khi phương tiện cơ giới thông thường như ô tô chạy ngang qua, mà đợi các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng. Theo các chuyên gia, nếu Nga sử dụng mìn một cách hiệu quả, thì Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn. Cần phải có các thiết bị đặc biệt để giả phá bom mìn nhằm dọn đường cho các phương tiện cơ giới, lưỡi ủi và con lăn có thể được gắn vào xe tăng hoặc các phương tiện hạng nặng khác. Ngoài ra, bên tấn công có thể sử dụng những xe chuyên dụng được trang bị ống phóng và dây thuốc nổ để kích nổ bãi mìn. Những thiết bị này đã được Mỹ và châu Âu đưa vào gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thời gian gần đây. Thời tiết cũng là một trong những yếu tố cản trở các cuộc tấn công. Hiện tượng bùn lầy xuất hiện vào mùa xuân, khi tuyết tan sẽ khiến các phương tiện khó di chuyển, thậm chí bị sa lầy và không thể kéo ra khỏi vùng chiến sự. Ở một mức độ nào đó, việc xem xét những nơi quân đội Nga xây dựng các công trình phòng thủ có thể giúp phán đoán những yếu tố hoặc khu vực mà các chỉ huy của Nga coi là quan trọng. Nga dường như cho rằng khu vực Ukraine dễ tấn công nhất là ở phía nam, đặc biệt là Zaporizhia. Nga tuyên bố sở hữu vũ khí khắc tinh của tên lửa hành trình Anh cung cấp cho Ukraine.
hôm 11 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sau khi Kiev đảm bảo với Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine. Với tầm bắn 250-300 km, tên lửa Storm Shadow có uy lực cùng khả năng tấn công vượt xa các hệ thống vũ khí mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine, bao gồm các phiên bản của hệ thống đạn dẫn đường tấn công trực tiếp JDAM hoặc hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự Nga, quân đội nước này đang sở hữu hai tổ hợp phòng không từng nhiều lần bắn hạ tên lửa Storm Shadow tại chiến trường Syria. Theo đó, các hệ thống phòng không của Nga, bao gồm Buk và Storm-M2, hoàn toàn có thể trở thành khắc tinh của tên lửa Storm Shadow. Vì vậy, tên lửa này sẽ không phải là một mối đe dọa lớn với lực lượng Nga tại Ukraine. Hệ thống Storm-M2 mà NATO gọi là SA-15 Corvette lần đầu tiên được trình làng tại triển lãm hàng không Moscow vào năm 2007 và được biên chế trong lực lượng vũ trang Nga từ tháng 3 năm 2017. Hệ thống Storm-M2 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình, bom lượn, các loại thiết bị bay không người lái khác nhau và các mục tiêu đạn đạo. Storm-M2 được cho là có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Storm-M2 được trang bị tên lửa đánh chặn mới, hiệu suất tốt hơn phiên bản Storm-M1, khả năng dự trữ đạn dược cao hơn và có thể khai hỏa khi di chuyển. Ngoài ra, Storm-M2 được cải tiến để nâng cao năng lực chiến đấu trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh. Về tên lửa phòng không Buk-M1, đây là một trong những loại tên lửa đất đối không tầm trung tự hành phổ biến nhất thế giới hiện nay. Được thiết kế bởi các kỹ sư Liên Xô, tên lửa Buk-M1 được đưa vào sử dụng từ năm 1979 với nhiệm vụ chính là tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay trực thăng và cánh cố định và máy bay không người lái của đối phương. Sở hữu 4 tên lửa với hình dáng như những ngón tay và uy lực khủng khiếp, tổ hợp Buk-M1 thường được biết đến với biệt danh là ngón tay thần chết. Hiện tại, quân đội Nga còn sở hữu một lượng khá lớn các tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Buk-M1 trong biên chế và loại vũ khí này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự của Moscow trước sự tấn công của máy bay và tên lửa Ukraine. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!